Mụ đàn bà lăng loàn này, ta cực khổ chiến đấu ở ngoài chiến trường để bảo vệ giống loài. Còn mụ ở nhà, lén phán với lại người yêu cũ là sao? Cái gì? Ông định vu oan quá họa cho tôi à? Tôi vừa mới sinh con, cái chứ con nằm ở đằng kia chưa kịp nở kìa. Ông về vừa tới, không hỏi thăm tôi, còn ăn nói xà lơ nữa. Ôi ma quá, ôi ma quá. Mình muốn ra ngoài, mình muốn ra ngoài. Hả? Bà cầm mồm ngay đi. Tôi vừa về tới nhà thì đã nhìn thấy thằng người yêu cũ của bà lấp ló ở ngoài cổng rồi. Chắc chắn bà mới tò tí te với nó, rồi phát hiện tôi chuẩn bị về. Bà định kêu nó bỏ trốn chứ gì? Không, không. Ông là thủ lĩnh của loài khủng long Giga, thì có kẻ nào dám lén phén với vợ của ông đâu. Và lại trước đây tôi có mấy chục thằng người yêu cũ, nhưng bây giờ tôi lấy chồng rồi thì tôi sẽ một mực chung thủy với chồng. Được. Hào Hán, Hào Hán. Ô, đây có phải là cha mẹ của mình không vậy? Cha mẹ ơi, con đói bụng quá, con đói bụng quá. Hả? Sao họ không nghe mình gọi kìa? Không lẽ mình chỉ là sản phẩm phụ của cuộc vui chơi mà họ đã tạo ra thôi hay sao? Mình đói quá, mình phải đi kiếm thức ăn. Ông đừng nói nữa, nếu ông không tin tưởng tôi, vậy thì chúng ta ly dị đi. Đói quá, đói quá, biết ăn gì bây giờ? Hả? Này, này, nhóc con, lại đi, lại đi. Ô, ai, ai gọi mình vậy? Hả? Đằng này, có một khủng long Giga bị thương nặng thế này. Ông bị gì thế? Ta bị tên chúa tể khủng long Giga giết hại. Hắn cướp lấy người yêu của ta. Ta đến đây thăm cô ấy thì bị hắn ra tay. À, không lẽ ông là người yêu cũ của mẹ bị cha tôi tấn công hay sao? Cái gì? Nhóc con, ngươi là con của cô ấy à? Đúng rồi, cô ấy vừa mới sinh một cái trứng. Không lẽ chính là ngươi đã nở ra chào đời? Đúng, đúng vậy. Hay quá, con ơi, ta mới thật sự là cha của con nè. Ông nói cái quần què gì vậy? Không thể nào, ông định lừa tôi à? What the hell? Trước khi gặp tình huống đó, ta và mẹ con đã yêu nhau. Mẹ con đã mang một bào thai của ta. Rồi tên chúa tể Giga xuất hiện, hắn cướp lấy mẹ con từ tay của ta. Hắn trấn áp ta, đe dọa ta. Hôm nay ta nhớ mẹ con của con nên ta tới đây thăm, thì bị hắn hành hạ thế này đây. Mau lên, hay lại đi, hay lại đi. Ta sẽ cho con bộ giáp mà ta đang mang trên người, rồi con hãy đi về phía bắc tìm một bộ giáp mạnh hơn, sau đó báo thù giết chết tên chúa tể Giga để trả thù cho cha đi con. À, không lẽ ông mới thật sự là cha của tôi? Trời, trời. Gì đây, gì đây? Một bộ áo giáp mà. Được rồi, cha ơi, cha cứ yên nghỉ đi. Con sẽ làm theo mệnh lệnh của cha, đi tìm một bộ áo giáp mạnh hơn, rồi sau đó quay trở lại thế giới khủng long Giga này, giết chết tên chúa tể kia, báo thù cho cha. Tụi bay, nhanh kia, có một con mồi đang bao lãnh địa của loài rồng giúp bi chúng ta. Mau, xe sát nó đi. À, gì thế này, gì thế này? Mau tránh xa ta ra. Ta chỉ muốn đi tìm một bộ áo giáp mạnh hơn để giết kẻ thù của ta thôi. Ta không muốn gây chuyện với các ngươi đâu. Ngươi tìm một bộ áo giáp à? Vậy thì hãy để cho bọn ta xé xác ăn thịt đi. Bọn ta sẽ cho ngươi một bộ siêu giáp đặc biệt. Chết tiệt, các ngươi ép ta vào đường cùng, đừng trách ta phản kháng. Chết hết đi, chết hết đi. Chết tiệt, mày dám giết chết gia đình của tao, tao sẽ liều mạng với mày. Xin đừng xé xác tôi. Nếu tôi chết, giống loài rồng giúp mi sẽ bị tiệt chủng mất. Làm ơn tha cho tôi đi. Đổi lại, tôi sẽ chỉ chỗ cho anh bạn lấy một bộ siêu giáp.
gì? Đến giờ phút này ngươi còn định lừa ta nữa à? Thấy cái mặt ta xấu vậy chứ ta thông minh lắm đó. 1+1=3, ngươi thấy ghê chưa? Hả? Đúng là thông minh không ai bằng. Nhưng mà tôi không có lừa cậu đâu. Phía sau lưng của cậu đó có một cái cục sắt, trong đó chứa một bộ áo giáp rất đặc biệt. Chúng tôi trước đây đi săn mồi đã nhặt được nó. Loài rồng chúng tôi cũng cố gắng mang vào nhưng không vừa. Có lẽ cậu sẽ thích hợp với nó. Đúng thật sự là như vậy. Có một cột sắt, vậy là bên trong nó chứa một bộ siêu giáp. Hay quá. Cuối cùng ta đã tìm được bộ áo giáp mạnh hơn rồi. Đến lúc ta sẽ mang nó vào và quay về thế giới khủng long Giga để báo thù cho cha mẹ ta. Wow, nó thật vừa vặn với cậu. Thích trong cậu quá, đẹp quá. Làm ơn, hãy giữ lời hứa, tha cho loài rồng zombie của chúng tôi đi. Được rồi, ta sẽ tha cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải nhớ, kể từ nay phải sống hiền lành với loài khác, không được giết loài khác ăn thịt, phải ăn chay niệm Phật, cuối tuần phải đi nhà thờ xin rửa tội, nghe chưa? Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Cuối cùng mình cũng đã về tới lãnh thổ của loài khủng long Giga rồi. Đây, tịch khốn kiếp chúa tể Giga, ngươi mau ra đây. Đứng lại, thì chết tiệt kia. Nơi đây là vùng cấm địa của khủng long Giga, ngươi không được phép vào. Mau biến chỗ khác đi. Các ngươi mau tránh ra cho ta. Nếu các ngươi còn cản đường ta đi tìm tên chúa tể Giga báo thù, ta sẽ giết hết các ngươi đó. Chết tiệt, ngươi đừng nghĩ ngươi mang một bộ áo giáp kỳ lạ thì định làm loạn ở khu vực này nha. Hả? Khốn kiếp, hắn tấn công chúng ta kìa. Mau bao vây cho hắn một trận đi. Lũ khốn, lũ chó săn của tên chúa tể Giga, ta sẽ hủy diệt hết các ngươi, rồi tiến vào trung tâm tìm tên chết tiệt đó báo thù cho cha ta. Ta phải bắt hắn nhận lại đủ tất cả. Mẹ kiếp, ngươi nói khùng nói điên gì vậy? Chúa tể của bọn ta là một anh hùng, không bao giờ làm chuyện xấu xa như thế đâu. Cầm mồm hết đi. Các ngươi bị hắn lừa rồi. Này, ta không lừa họ đâu, mà chỉ có ngươi đang hiểu nhầm ta mà thôi. Hả? Cái gì thế kia? Không phải ngươi tới đây tìm ta để báo thù hay sao? Nhưng rốt cuộc ngươi là ai? Ta với ngươi có thù hằn gì? Tịch khôn, thì ra ngươi cũng mang một bộ áo giáp à? Hèn chi ta thấy rất là lạ. Để thằng nhắc cho ngươi nhớ, trước đây khi ta còn là một cái trứng vừa nở ra chào đời, đã thấy ngươi và mẹ ta cãi nhau. Sau đó ta bỏ đi thì gặp được cha ta ở ngoài. Cha ta đã nói tất cả sự thật cho ta biết. Ông ấy còn tặng cho ta một bộ áo giáp để ta đi tìm một bộ áo giáp khác siêu cấp mạnh hơn như thế này. Đến lúc ta tìm được rồi, ta quay về đây để báo thù ngươi. Cái gì? Con là cái trứng nở ra năm xưa đó à? Hổ kiếp, lúc đó ta và mẹ con cãi nhau, rồi sau đó không nhìn thấy con đâu. Thương đâu loài nào tới đã bắt ăn con mất tiêu rồi. Con trai, đừng hiểu lầm. Cha mới chính là cha ruột của con nè. Không phải tên đó đâu, tên đó là người yêu cũ của mẹ con. Hắn tìm cách phá gia đình của chúng ta mà thôi. Ngươi nghĩ ta còn nhỏ, ta ngây thơ, bị ngươi dụ nữa hay sao? Ngươi định đổi trắng thay đen à? Ta không hề tin đâu. Hãy chịu chết đi, đến lúc ta sẽ báo thù cho cha ta rồi. Không, bình tĩnh đi con trai. Đừng để mắc bẫy của tên khốn kiếp năm xưa lợi dụng cha con mình tàn sát lẫn nhau. Hãy nghe cho nói. Người có gì muốn chặn chối với ta à? Hãy nói mau lẹ đi trước khi ta ra tay với ngươi. Bình tĩnh, lắng nghe cha nói đi. Trước đây mẹ con và tên đó từng yêu nhau, nhưng hắn rất cha trưởng, hắn luôn đánh đập mẹ con. Sau đó một lần cha vô tình cứu được mẹ con khỏi tay của hắn, ta và mẹ của con đã nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Mẹ con lúc đó vẫn chưa hề mang thai. Cho đến một năm sau, khi ta chuẩn bị ra chiến trường, thì lúc đó mẹ con mới bắt đầu mang thai con. Còn tên khốn kiếp kia lợi dụng cơ hội ta không có ở lãnh địa về vãn mẹ con, khiến cho ta hiểu lầm. Cảm ơn, tất cả những gì ngươi nói đều là giả dối. Ngươi muốn lợi dụng ta. Đồ, đồ,
sẽ chứng minh những gì cha nói là sự thật. Chết tiệt, ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Sao ngươi không né tránh đòn tấn công của ta chứ? Ta không thể nào ra tay với con của ta được. Con chính là con ruột của ta và mẹ của con sinh ra. Ta không lừa con đâu. Không, tôi không tin. Con không tin những gì ta nói cũng được, nhưng ta muốn con làm một điều. Hãy lại đây, lấy bộ áo giáp kim cương trên người của ta mặc vào, và hãy bảo vệ loài khủng long Giga chống lại những thế lực xấu xa. Chết tiệt, ông định dùng khổ nhục kế để dẫn dụ tôi à? Đừng nghĩ tôi không dám ra tay. Vậy được, tôi sẽ xé xác luôn ông, lấy bộ áo giáp của ông mang vào. Không lẽ suốt mấy năm mình bị tên khốn đó lừa giết hại cha của mình hay sao? Không. Được rồi, vậy thì mình sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách bảo vệ lãnh thổ của loài Giga này. Tiến lên, mau tiến lên, phía trước là lãnh địa của loài Giga. Mau giết sạch bọn chúng, cướp lấy thức ăn và nguồn tài nguyên của bọn chúng. Khốn kiếp, lũ chết tiệt kia, các ngươi đừng hòng bước vào đây. Mẹ kiếp, nhìn kia, có một con Giga chúa tể mang bộ áo giáp kim cương ra đối đầu với chúng ta kìa. Anh em đâu, bao vây xé xác giết chết được con chúa tể thì loài Giga sẽ quy phục dưới chân của chúng ta. Lũ khốn kiếp này, các ngươi nghĩ các ngươi có thể giết chết ta một cách dễ dàng à? Từ đó ta đã phải lang bạt, ta đã bị kẻ thù lợi dụng, ta trải qua muôn ngàn cực khổ, thậm chí ta còn đánh bại cha ta. Thay thế ông ấy trở thành vị chúa tể Giga mới như thế này. Và kể từ nay, ta không cho bất cứ kẻ nào tới đây xâm phạm lãnh địa của loài bọn ta. Chết hết đi. Không hay rồi,